Hôm nay cậu phải thật sự bình tĩnh để trả lời những câu hỏi của tôi. Bây giờ nhân chứng, vật chứng đều đổ lên cậu hết. Nếu mà cậu khai báo thành thật thì sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Với lại ba của cậu rất là giàu có, ổng có thể chạy được mà. Anh Chính à, tôi đã nói với anh rồi, tôi không có dùng cây trâm này để mà giết chết ông ta. Nhưng mà qua báo cáo xét nghiệm pháp y, nạn nhân chết là do bị một vật nhọn đâm vào tim, và hung khí gây ra cái chết cho người này khớp với lại cây trâm mà chúng tôi đã thu giữ tại nhà của cậu. Lần trước tôi đã nói rồi, anh không tin tôi sao? Cây trâm này không phải là của tôi, mà là của Chiêu Dương. Vậy tại sao cây trâm này lại nằm trong nhà của cậu? Cô ta nói cô ta muốn tặng cho tôi. Chính cô ta hãm hại tôi đó. Bây giờ cậu có biết tôi rất là khó xử. Nhân chứng đã khai là do cậu cứu cô ta, rồi vô tình giết người, sau đó sợ mang tội nên giấu hung khí đi. Anh đừng có hỏi tôi nữa. Anh làm ơn đi, đừng có tin lời cô ta. Chính cô ta đã tặng cái trâm này cho tôi mà. Cậu nói đây là vật đính hước, chứng tỏ tình yêu cô dành cho tôi. Nhưng mà nhân chứng đã khai chưa bao giờ có tình cảm với cậu và chưa bao giờ yêu cậu hết. Cô ta nói dối đó. Tin lời tôi đi, cô ta mới chính là kẻ giết người chứ không phải là tôi. Thưa ông chủ, con nhỏ đó mới về nhà. Nó về với ai hay là về một người? Dạ, nó về có một mình à. Canh gác chuẩn bị, tao tới liền. Dạ ông chủ. Đi. Nhỏ Hiếu, tiếp theo em phải làm gì? Em cứ sinh hoạt bình thường, coi như không có chuyện gì hết. Anh có chắc lại mộng sao không? Có anh ở đây rồi, em không tin anh sao? Em đã sai rồi. Lẽ ra là em nên từ bỏ mọi thứ để em chọn anh. Chỉ khi nào được ở bên cạnh anh, em mới thấy được bình yên và hạnh phúc. Danh vọng, tiền bạc và quyền lực đã biến em thành một con người khác. Nhiều lúc anh không còn nhận ra em nữa. Nếu em có một cuộc sống bình thường như bao nhiêu cô gái khác, có đủ cha đủ mẹ, không bị bỏ rơi lăn lóc ngoài đường, có lẽ em sẽ không bao giờ tạo cho mình một vỏ bọc cứng rắn như bây giờ. Em bình tĩnh. Điều quan trọng bây giờ là mình phải vượt qua chuyện này. Mọi việc sẽ tính sau nha em. Nha. Nghe lời anh, phải hết sức bình tĩnh. Con nhỏ đó có ở nhà không? Dạ, chỉ có một mình nó lái xe về.
Làm sao nó dám về đây? Hay nó nghĩ mình không tìm ra chỗ này? Tao không cần biết lý do nào mà nó xuất hiện. Bây giờ tao chỉ muốn giáp mặt nó và cho nó một viên đạn vào đầu thì mới hả dạ. Chú Đàm. Dạ. Xuống bấm chuông, khống chế và giúp việc. Hai thằng bay canh gác vào đây. Dạ. Báo cáo mấy anh, hàng đã tới. Các anh chuẩn bị lưới. Dạ. Em nghe nè. Em phải hết sức bình tĩnh. Kéo dài của mình chuyện cách tốt. Dạ. Nhớ đừng chọc giận lão ta. Dạ, chào chị. Dạ, anh tìm ai? Tìm cô Chi Dương. Dạ, mời anh vô. Im đi. Đi. Mày khỏi chạy, tao bắn nhát đồ mày ra. Mày nghĩ là mày bỏ chạy về đây thì tao không tìm ra mày sao? Trước khi tao tiễn mày thì gặp ông bà quậy, tao cho mày tự thú là đủ. Có phải mày với ông ma quẩy từng có ân oán với nhau đúng không? Tôi không biết ông ta là ai cả. Mày đừng không qua mặt tao. Mày giết chết ông ma quẩy vì tư thù hay là vì ông ta đã cưỡng hiếp mày rồi mày đổ lỗi cho con trai tao hả? Nói đứng yên, mọi xuống lên. Cô ta, tất cả đứng yên, tất cả bỏ súng xuống, bỏ súng xuống, trả súng qua bên này. Bắn nó đó. Bỏ xuống. Bỏ xuống xuống. Đứng yên. Các đồng chí, giãn đi. Đó. Coi chừng tao nó còn khốn, tao giết mày đó. Đi. Chị Duyên, không sao, không sao, bình tĩnh đi anh. Mời anh và nạn nhân về đồn lấy lời khai. Dạ. Không sao, không sao. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh đi anh. Vô đi. Dạ. Thẳng vô trong. Dạ. Thank you.
không biết chào hỏi ai hả mày? Khương Tử. Trời ơi. Mày vô đi, tao mừng quá Tử. Tao mừng quá. Bà nội mày. Cái gì? Tự nhiên tao vô tù mày mừng là sao? Thì mày vô đây có nghĩa là ba tao đưa mày vô trong này để cứu tao có đúng không? Ừ. Tao bị bắt chứ đưa vô cái gì? Cái gì? Mày làm cái gì mà mày bị bắt? Mày làm gì ngạc nhiên dữ vậy? Thì lúc mà mày bị bắt xong rồi đó, còn mớ hàng tao đem đi bán lẻ cho tụi con nghiện đó nên mày bắt thôi. Dạ. Sao mày cũng quá vậy? Từ trước tới giờ tao có bao giờ để cho mày thiếu tiền không? Nè, tại sao mày ăn dơ quá vậy? Thì tại tao khổ quá. Mà tao khổ quá cho nên tao mới làm chuyện đó thôi. Kỳ này là chết cả lũ rồi. Không có đâu, không có chết cả lũ đâu. Cái này là tao bán nhỏ lẻ, chỉ một mình tao chịu. Tao đứng ra tao chịu, tao khai hết. Biết đâu được tao còn ra trước mày đó. Vậy mà từ nãy tới giờ tao có tưởng đâu là ba tao đưa mày vô trong này để cứu tao. Ba mày bị bắt rồi. Cái gì? Mày mới nói cái gì? Mày nói lại coi. Mày không hay gì hết hả? Ba của mày bị bắt rồi. Tại sao bị bắt? Thì ổng truy sát con Chiêu Dương, rồi Chiêu Dương nó cấu kết nó gại ông bị bắt. Lại là nó nữa. Nó đã hại tao vẫn chưa đủ, bây giờ nó hại luôn cả ba tao. Tao sẽ giết mày. Tao sẽ giết mày. Giết mày. Tao chứ không phải Chiêu Dương. Tẩn nè. Tao. Mày hãy đợi đó, tao sẽ trả thù mày. Chỗ Chiêu Dương đã trở lại thị trấn. Sau lần chết hụt này thì cô ta có biết sợ không? Con vừa cứu cô ấy, bây giờ lại báo cho mấy chú bắt cổ. Con thấy áy náy lắm. Cậu nên nhớ, Chiêu Dương là bà trùm trong đường dây mua bán hàng cấm ở đây. Nếu không đánh dập đầu con rắn thì những chân rết của nó vẫn còn hoạt động. Em hiểu mà. Em cũng đã xác định ngay từ đầu nên mới tham gia phá vụ án này. Công tư phân minh, hãy vì một xã hội bình yên cho người dân ở đây. Kế hoạch đã tạm hoãn, anh em ở trên tỉnh cũng đã rút về. Nội trong tuần sau chúng ta phải kết thúc chuyên án này. Dạ. Yeah. À, con có được thông tin là trưa mai Chiêu Dương sẽ đi gặp phó công an chính. Con cố gắng tiếp cận để lấy bằng chứng. Dạ. Yeah. Với những chứng cứ đầy đủ và những nhân chứng đã cho lời khai tại tòa, bị cáo Nguyễn Duy Khương đã phạm tội giết người. Nạn nhân là ông A Quẩy, quốc tịch Trung Quốc, theo điều luật số 123 của Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Tội giết người được thành lập. Tòa xin tuyên án bị cáo Nguyễn Duy Khương bị kết án tử hình. Không, không, tôi không muốn chết. Tôi không muốn chết. Không, tôi không muốn chết. Tôi không muốn chết đâu. Tôi không muốn chết. Không. Không, 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 không. Tôi không muốn chết. Tôi không muốn. Mình không thể chết được. Ba mình cũng đã bị bắt thì làm sao cứu mình ra đây? Chẳng lẽ ngồi im chịu chết sao? Bây giờ mình phải làm sao chứ? Chiêu Dương, chính mày đã gài bẫy tao. Mày muốn hại tao chết. Bây giờ mày đã hại luôn ba của tao. Được, nếu tao chết, tao sẽ lôi mày theo. Tao sẽ không để cho mày hả hơi như vậy đâu. Mày phải trả giá cho việc làm của mày.
Tẩn à, Tẩn, Tẩn dậy, dậy nhanh đi. Tẩn, Tẩn, dậy, dậy, tôi đang ngủ. Dậy đi, tao có chuyện muốn nói với mày. Đang ngủ có chuyện gì mày nói đi. Cái gì vậy? Tao muốn vượt cục. Vậy mày, mày phải cái gì? Tao muốn vượt cục. Tao bắt con Chiêu Dương phải trả giá cho những việc làm của nó. Nó phải trả giá cho cha con tao. Vượt ngục là tội của mày nặng lắm đó. Tao bất cần. Bây giờ ở trong này 20 năm hay 30 năm hay là tử hình thì có gì khác nhau hả? Nhưng mà vượt bằng cách nào? Sao mày biết? Mày phải giúp tao. Tao đã có cách rồi. Thì tao giúp. Nhưng mà giúp bằng cách nào? Kêu lính canh. Kêu lính canh? Phải. Là sao? Ê, 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 Khương, mở người ta. Có ai không? Tự tử, có người chết nè. Có ai không? Khương, mở người ta. Khương, 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 mày đừng làm tao sợ. Khương ơi, tỉnh, tỉnh lại. Đừng làm tao sợ. Khương, Khương, Khương. Trời ơi, Khương ơi, trả lời tao đi. Khương ơi, Khương, có ai không? Khương, Khương ơi, Khương, tỉnh dậy đi, đừng làm tao sợ mà. Khương, Khương, tỉnh dậy đi ba. Em nghe nè. Em dậy chưa hay là còn đang ngủ nướng? Anh nói không sai, em đang ngủ nướng. Em đang muốn tận hưởng một chút. Em nói là trưa nay em đi gặp anh Chính đó. Anh chở em đi nha. Em không biết là có nên để anh đi chung không nữa. Em không tin anh hả? Không phải vậy. À, hay là giữa em với anh Chính có tình ý với nhau cho nên là không muốn cho anh đi đúng không? Không, không phải vậy mà. Thôi được rồi, vậy anh đến chở em nha. Ok, anh tới liền. Dạ, em đợi. Bye em. Chào anh. Dạ. Anh vô đi. Chắc hai người đã biết nhau rồi ha. Đây là anh Hiếu, bạn trai em. Còn đây là anh Chính, công an thị trấn. Dạ, chào anh. Mình gặp nhau nhiều lần rồi mà. Tôi cứ tưởng là Chiêu Dương tới một mình chứ. Hai người ngồi đi. Anh cứ yên tâm đi, không sao đâu. Anh Hiếu với em tuy hai mà một. Mọi việc em đều bàn với ảnh hết. Tôi xin phép ngồi lai rai. Hai người cứ nói chuyện tự nhiên. Anh Chính, khách sạn của em ở đây đã khởi công. Dự kiến là tháng 12 sẽ đi vào hoạt động. Tôi nghe báo lại, đây là khách sạn 4 sao. Nên có thêm các dịch vụ nhạy cảm khác, như là massage, sàn nhảy và bar ở bên trong.
Dạ, cho nên em mới cần sự bảo vệ của anh đó. Anh cứ ra giá cho em đi, bao nhiêu em cũng chi hết. Tôi hiểu công việc làm ăn của hai người mà, cứ tự nhiên đi. Anh cứ nói đi. 4.000 đô, gấp đôi quán karaoke của cô. 4.000 đô? Đúng rồi. Cô cũng biết là tôi phải chung chi cho công an khu vực và các sếp ở bên trên nữa. Ok, em hiểu mà. Em không ý kiến gì hết, em đồng ý. Mời. Mời. À, ta biết rồi. Em vô nghỉ một giấc đi, sai rồi. Anh không có lại ngủ với em hả? Anh phải về, má anh đang ở đây. Anh không muốn má tới đây làm phiền em đâu. Vậy thôi cũng được. Vậy ngày mai mình gặp nha. Ừ. Đi, con Duy Khương nè. Con nè, con sao hết? Trời, trời, tại sao con về được? Nó giỏi thôi. Con có bị làm sao không? Đầu con có bị đau lắm không vậy Khương? Con có sao không Khương? Con làm sao mà về được đây? Chuyện này dài dòng lắm. Thôi để có gì con nói sau nghe. Bây giờ con đói quá, Du kiếm cái gì cho con ăn đi Du. Nha. Để Du nấu mì cho con ăn. Vô ăn đi con, ăn đi. Dạ, con. Cảm ơn chú. Ăn từ từ thôi nghe con. Ăn từ từ thôi, coi chừng phỏng đó nghe con. Ăn từ từ thôi, coi chừng mắc nghẹn đó nghe con. Nè, nè cô miếng nước đi rồi con ăn tiếp. Rồi. Ăn từ từ thôi con. Con no rồi, Du dẹp giùm con đi. Ờ, được rồi, con ngồi đây để Du lấy trái cây cho con ăn. Dạ. Nha. Chiều Dương, mày phải trả giá. Ai như thằng Phương, nó đang ở tù mà. Tôi nhận được tin nghi can Duy Khương vừa mới vượt ngục.
Các đồng chí hãy lập tức triển khai truy tìm hắn ta. Đó. Alo, anh đã chuẩn bị tới rước em chưa? Hôm nay em sẽ đi mô tô với anh nha. Dạ em chờ anh. Vậy nét sọ mày bây giờ đi vô. Mở cọc cho tôi. Dương Dương, Phương Đệ, đứng im chưa? Không đứng im, chả bắn vỡ sọ mày có muốn không? Bỏ xuống xuống, buông cô ấy nha. Chuyện này không liên quan gì tới ông. Đánh ra một bên. Tôi nói cậu bỏ xuống xuống. Ông cầm điện lại. Giết ông bây giờ, không qua. Đứng im. Bắn nát ông đó bây giờ. Bỏ cô ấy nha. Tội của cậu sẽ bị nặng thêm đó. Ông im đi. Bắn ông bây giờ. Đi. Cậu không. Đứng im. Dừng xe. Cậu không. Nhảy lên. Dừng xe. Đứng im. Nhanh. Cậu không. Đi. Bác Ba bị bắt cóc rồi. Cái gì? Ai bắt? Bác Ba. Thằng Duy Khương, nó bắt cóc, bắt Dư Dương đi rồi. Trời đất. Thả tôi ra. Anh muốn làm gì tôi chứ? Mày khôn hồn thì cấm cái miệng mày lại. Mày mà nói nhiều, tao bắn nát cái miệng mày bây giờ. Vậy anh muốn gì? Tao muốn mày phải trả giá cho những gì mày đã gây ra cho cha của tao. Chạy nhanh lên. Tôi theo dõi thằng Khương tới đây. Tôi thấy nó rút súng khống chế Chiêu Dương.
rồi bắt Chiêu Dương lên xe chạy đi. Sau đó tôi không biết gì nữa. Vậy là xác định phạm nhân Duy Khương đã bắt cóc cô Chiêu Dương. Chúng tôi sẽ tập trung lực lượng truy tìm và giải thoát cho con tin. Chú, con cũng muốn tham gia cuộc truy tìm này. Con cứ ở đây lo cho chú ba, mọi việc cứ để chú lo. Nè, con cứ yên tâm, có tin tức gì chú sẽ báo liền cho con biết. Dạ, con cảm ơn chú. Chú đi nha. Dạ. Bác ba thấy trong người sao rồi bác nào? Con, có chuyện gì hả bác ba? Ba. Úc Trà. Má. Ba. Ba có chuyện gì vậy? Ba, con nghe anh Hiếu nói là ba xỉu ở đây. Ba thấy sao rồi ba? Hả? Ông thấy trong người ra sao rồi? Ba có nhận ra cái khăn này không? Ủa, cái khăn? Làm sao tôi không nhận ra được? Là cái khăn mà tôi theo cho con gái mình lúc nó mới sinh ra mà. Ông lấy nó ở đâu ra vậy? Con Chiêu Dương, con Chiêu Dương nó còn cái khăn này trên tóc của nó. Lúc bị thằng Khương kéo đi, cái khăn rớt xuống đất. Tôi lượm được. Là con Chiêu Dương. Đúng rồi, chiếc khăn này đúng là của Chiêu Dương nè. Chiêu Dương có nói với con á, cái khăn này là vật mà Chiêu Dương luôn coi nó là báu vật của đời mình. Cổ có kể cho con nghe là trước khi má nuôi của cổ mất đã đưa cho cổ cái khăn này. Trời, rồi nói cho cổ nghe là bà đã nhặt cổ trên đường đi bán vé số về. Lỗi tại tôi mà con gái tôi lưu lạc bấy lâu nay. Chiêu Dương chính là con gái ruột của tôi và bà đó bà ơi. Má dậy đi ba, tỉnh lại đi bà ơi. Má ơi. Từ lâu tôi muốn thú nhận với bà tất cả, nhưng tôi không đủ can đảm. Sau khi tôi bắt cóc con bé, tôi đã làm thất lạc nó. Má, tại sao để cho mẹ con tôi đối mặt bao nhiêu lâu mà không nhận ra nhau vậy? Tại sao vậy? Từ ngày đầu yêu Chiêu Dương, con cũng không rõ lai lịch của cổ. Chỉ biết là cổ không có cha mẹ, nhưng có hai người mẹ nuôi, một người phụ nữ bán vé số, và sau này là bà Bích Ngọc, người đã đào tạo cho Chiêu Dương có ngày hôm nay. Tội nghiệp cho con gái tôi. Má đã từng kết tội và nói với nó những lời nặng nhẹ, mà không biết rằng mình đang mắng chửi con gái ruột của mình. Chiêu Dương,
tội nghiệp Chiêu Dương, cô ấy đã chịu quá nhiều đau khổ rồi. Trúc Trà, em đưa má về nghỉ giùm anh. Anh chạy đi kiếm Chiêu Dương nha em. Dạ anh đi. Ừ, cho má đi với con. Không, má đi với con. Không được má ơi, má không khỏe đi nguy hiểm lắm. Nhất định con sẽ kiếm Chiêu Dương về cho má. Anh đi nha. Chiêu Dương, con gái tôi. Má, má, ông trời đã cho má gặp lại con gái ruột rồi. Ông sẽ phù hộ cho Chiêu Dương quay về gặp lại má mà. Tại sao má không nhận ra con gái của má chứ? Linh cảm của người mẹ để ở đâu? Để ở đâu? Để ở đâu? Má, má quá tệ phải không con? Má, tại vì đã xa cách quá lâu, má không nhận ra Chiêu Dương là đúng mà. Con là một đứa con gái ngoan hiền. Cho dù con không phải là con gái ruột của má, má vẫn coi con như con gái ruột của má vậy. Má, lên. Tôi không đi được nữa. Anh làm mau cho tôi nghỉ một chút. Mày định câu giờ cho công an tới cứu mày hả? Hả? Tại sao anh đưa tôi vào đây? Anh muốn làm gì tôi chứ? Im đi. Mày đừng để tao điên lên tao bắn nát sọ của mày. Đi. Alo, chú nghe nè con. Dạ thưa chú, bên công an đã có thông tin gì về kẻ bắt cóc Chiêu Dương chưa chú? Người dân đã phát hiện được chiếc xe của kẻ tình nghi bắt cóc ở trong rừng, hướng vào nhà máy của con đó. Công an cũng đang lần theo dấu vết để tìm con tin. Dạ dạ, con cảm ơn chú. Các đồng chí chú ý, các đồng chí bằng mọi giá phải giải cứu được con tin và phải bắt được tên tội phạm, vì hắn có vũ khí và rất manh động. Các đồng chí rõ chưa? Rõ. Rất tốt. Còn bây giờ chúng ta sẽ chia ra để đi bắt tội phạm. Rõ. Dạ, dạ. Dạ chú ơi, xin phép chú cho con được tham gia cuộc tìm kiếm này. Anh có liên quan gì trong vụ này? Dạ, người bị bắt cóc là em gái con. Được, chúng tôi sẽ cho anh theo, nhưng với điều kiện anh phải tuân thủ tuyệt đối quy định, không được manh động sẽ làm ảnh hưởng tới việc giải cứu con tin. Dạ dạ, con cảm ơn chú. Cảm ơn mấy anh. Các đồng chí triển khai hành động. Dạ. Xin trời Phật đủ lòng thương che chở cho đứa con thất lạc cha mẹ mấy chục năm nay. Xin hãy cho nó quay về với con. Dù cho con có tổn thọ đi 10 năm con cũng cam chịu. Má, má đi nghỉ đi má.
Uống trà nóng cho ấm đi má. Con không biết kiếp trước con là làm sai điều gì, sao kiếp này con lại chịu nhiều đau khổ đến như vậy. Một kiếp người đi qua mà không giây phút nào được bình yên. Má đừng có khóc nữa. Con hy vọng là mọi người sẽ sớm tìm ra Chiêu Dương. Nếu tìm ra Chiêu Dương, má không biết làm sao để đối mặt với con nhỏ. Má ta từng nói nặng lời với nó, cho dù con bé nó đã tự gian sinh gọi má bằng một tiếng má, dù chỉ một lần thôi, nhưng mà má cũng không cho. Tất cả là lỗi của má. Má à, là lỗi của má. Má đừng có nghĩ như vậy. Con nghĩ là Chiêu Dương sẽ nghĩ cho hoàn cảnh của má mà. Những chuyện này xảy ra đâu ai muốn đâu. Kết quả của ngày hôm nay là do má. Do má quá cố chấp mà ra. Nó có hận má thì má cũng không dám trách nó. Sau này dù có chuyện như thế nào, má cũng đành chịu thôi. Bây giờ chỉ cần nó gọi má bằng một tiếng má, dù có chết má vẫn cam lòng. Nếu không thì má sẽ không bao giờ yên lòng nhắm mắt. Cách giải quyết mà má. Má đừng có như vậy. Má cứ khóc hoài khiến mọi người lo lắng đó. Anh muốn làm gì tôi? Thả tôi ra. Mày hỏi tao muốn làm mày, thả mày ra để cho mày chạy hả? Tao muốn cho mày chết. Tao bắt mày phải trả giá cho những việc làm xấu xa của mày. Chính mày đã hại tao. Mày làm tổn thương tao. Gia đình tao ra nông nỗi như ngày hôm nay là cũng do mày gây ra. Tôi không làm gì hại anh hết. Tất cả là do anh. Chính anh mới là người giết ông A Quẩy. Cấm miệng lại chưa? Cấm miệng lại chưa? Tới giờ phút này mà mày còn cố chấp nữa hả? Mày còn chối tội à? Trả lời đi. Tại sao khi trẫm lại là hung khí với người? Nói đi. Chuyện đó là do Tao hiểu rồi. Thì ra mày dùng cây trẫm để mày giết ông A Quẩy. Tại sao mày đổ tội giết người cho tao? Chính mày đã hủy hoại gia đình của tao, hủy hoại cuộc đời của tao. Tao không ngờ đứa con gái có bộ mặt thiên thần mà tâm địa lại độc ác như vậy. Chính anh mới là người hại tôi. Anh là người đã cưỡng hiếp tôi. Anh tưởng anh làm như vậy là tôi thuộc về anh sao? Anh có biết rằng anh là một người đáng kinh tởm hay không? Cầm cái miệng của mình lại. Tất cả là tại vì cái thằng nhỏ hiu đó. Mày nói cho tao biết đi, tao có gì thua đó hả? Anh đừng có so sánh khập khiễng như vậy. Anh hiểu khác xa anh. Võ Hiếu mới là người tôi yêu. Anh ta mới là người tôi yêu. Mày im đi.
có tin tao giết mày không hả? Im đi, im đi, im đi. Các đồng chí tản ra. Đó. Còn anh đi theo tôi. Dạ. Kế hoạch đêm nay đã lên rồi. Anh em ở trên tỉnh cũng đã rải quân xuống thị trấn. Sao sự việc này lại xảy ra nữa chứ? Tin tên tội phạm Duy Khương vượt ngục trốn khỏi trại tạm giam, vừa mới về tới đội, tôi đang cho anh em đi tìm, thì lại xảy ra sự việc bắt cóc. Người bị bắt cóc lại là Bạch Trùng Chiêu Dương, nhân vật chính mà chúng ta muốn bắt trong đợt truy quét này. Hiện toàn đội cũng theo dấu vết của tên tội phạm, tìm cách giải thoát cho con tin. Nếu họ tìm được Chiêu Dương sẽ báo cáo về ngay. Vậy thì theo anh, chiến dịch tối nay chúng ta có nên tiến hành hay không? Bây giờ ta sẽ giết mày lại đây. Tao sẽ không cho tụi bay gặp lại nhau đâu. Nếu như anh giết tôi thì con mày sẽ tìm ra anh, thì anh phải trả của anh không nhỏ đâu. Mày nghĩ là với cái án giết, án chừng ngục, rồi thêm cái án bắt cóc thì tao sẽ ở bao lâu ở trong? Tao đâu có tiếc tha gì với cuộc sống của tao ở trong đó. Anh đừng có làm bậy mà. Anh dừng tay lại đi. Quá rồi. Bây giờ thì tao giết mày trước, rồi tao sẽ theo mày sau. Mày phải chết. Không không. Đứng ra lại. Đứng ra lại. Ba. Ba. Đây là chuyện ăn quán của tôi với cổ, không liên quan gì tới ông. Tôi không muốn giết ông. Đi ra. Cậu hãy nghe lời tôi nói. Cậu dừng ta lại đi. Cậu đừng gây thêm tội ác nữa. Cậu phải chừa cho mình một con đường quay về chứ. Ông nghĩ là tôi còn con đường để quay trở về à? Không được. Con ta phải chết. Đánh ra. Không. Nếu muốn bắn thì hãy bắn tôi. Tôi sẵn sàng tôi chết thay cho cổ. Tôi không bao giờ, tôi không bao giờ để cho cậu giết cô ấy đâu. Tại sao vậy? Tại sao lại muốn chết thay cho cô ấy? Cô ta là một kẻ độc ác. Tôi muốn giết được cô ta chứ không phải là ông. Đánh ra. Không. Đánh ra. Cương, cậu nghe tôi đi. Đừng. Đánh ra. Tôi can cậu mà. Đừng bắn. Đừng bắn. Ông ba. Lên. Bỏ súng xuống. Má cái đâu rồi em? Ba em đang ở trọng á. Má cứ khóc hoài à. Em khuyên nãy giờ mà không có được. Dạ. Con chào bác. Má. Nhận ra con thì là lúc má mất con. Bác cái nói gì? Trúc Trà nè, chuyện gì xảy ra vậy? Huy ơi, không ngờ con Chiêu Dương lại là con gái ruột của bác và bác Ba Trung. Là thật hả bác? Trúc Trà, còn Trúc Trà thì sao hả bác? Ba em sau khi bắt cóc con gái đem đi thì đã làm thất lạc nó. Ba em đi tìm con suốt nhiều năm sau đó nhưng không tìm được. Cuối cùng thì ba em tới tìm một cô như Diễn đem em về nuôi, coi em như là con gái ruột của mình. Mà bác ơi, bác ơi, mà tại sao á bác nhận ra Chiêu Dương là con gái ruột của bác, trong khi á Chiêu Dương lại gặp bác rất nhiều lần rồi?
ba nó đã nhận ra nó. Nhờ chiếc khăn tay mà bác đã thiếu và bác đã đeo trước ngực khi mà ba nó bắt cóc nó đi. Dù chưa chắc chắn lắm, nhưng với linh cảm của một người mẹ khiến bác tin rằng Chiêu Dương chính là cô gái ruột của bác. Không sao đâu bác. Bác à, bây giờ Chiêu Dương sao rồi bác? Bác chỉ mong rằng Chiêu Dương đừng có chuyện gì xảy ra, để cho mẹ con gặp mặt nhau. Nếu nó có chuyện gì xảy ra thì làm sao bác sống nổi đây? Bác ơi, bác à, uống miếng nước đi, bác hãy bình tĩnh lại. Bác nói Chiêu Dương bị bắt cóc, mà ai bắt cóc Chiêu Dương bác? Chiêu Dương đã bị Duy Khương vượt ngục bắt cóc đi. Bây giờ công an, ba em và cả anh Hiếu đi tìm rồi. Ba ơi, ba tỉnh lại đi ba. Ba đừng bỏ con như vậy mà ba. Nhỏ em, anh chạy nhanh lên đi, em sợ ba em không qua khỏi. Em bình tĩnh đi, bác ba là người tốt, ông trưởng sẽ phù hộ cho bác ba mà. Bác ba không sao đâu. Ba ơi, mấy lần nay ba bên cạnh con mà con không biết. Giá như ông trời cho cha con mình nhận nhau sớm hơn thì hôm nay không có xảy ra chuyện gì rồi. Tại sao chúng ta lại nhận ra nhau trong hoàn cảnh trơ trêu như vậy? Tại sao chứ? Ba ơi, ba tỉnh dậy đi ba. Ba đừng bỏ con mà. Ba ơi. Alo Hiếu hả? Tình hình sao rồi? Ở nhà bác cái với Trúc Trà đang rất lo. Vậy cô được Chiêu Dương rồi, cô không sao? À, vậy hả? Nhưng mà bác ba, bác bị thương nặng lắm. À, bây giờ mọi người đang ở đâu? Tao đang đưa bác tới bệnh viện. Mày chở má tao với Trúc Trà tới bệnh viện nhanh đi. À, rồi, tao tới liền. Có chuyện gì vậy con? Hả? Dạ, thằng Hiếu nó nói là công an đã giải cứu được Chiêu Dương rồi. Con ơi, đã cứu được chị con rồi. Dạ. Con ơi, cảm ơn trời Phật, cảm ơn trời Phật. Nhưng mà còn bác ba thì sao con? Thằng Hiếu nó nói bác ba bị thương nặng lắm, bây giờ mọi người đang đưa bác ba vào bệnh viện đó. Trời ơi, ba của em bị làm sao? Mình đi thôi bác. Đi con ơi. Bà bỏ con nha bà. Ba ơi, con đã tìm ba bao nhiêu lâu nay. Chiêu Dương, bác ba không sao đâu em, bình tĩnh đi em. Sao cô gái của ba, hãy tha lỗi cho ba. Ba là ba ruột của con nè. Sao vậy anh Hiếu? Má của em đó. Từng đường kim mối chỉ, má đã tự theo từng đường kim mối chỉ trên chiếc khăn này 24 tháng 2 năm 1992 là ngày sinh của con đó. Má. Bác à. Bác Chiêu Dương. Má. Con có thể đi mà. Trinh sát hình sự mới báo cáo về, ba Trâm đang ở bệnh viện, một nạn nhân đã bị trúng đạn, đang nằm trong phòng mổ.
Đêm nay chúng ta vẫn tiến hành chiến dịch dọn sạch ổ ma túy ở tụ điểm karaoke Chiêu Dương. Sau đó có lệnh bắt nóng bà chủ Chiêu Dương luôn. Ai là người nhà của nạn nhân? Dạ, dạ tôi. Dạ là tôi. Dạ. Con ơi, có lẽ đó là điều cuối cùng mà ba cũng có thể làm để chuộc lỗi với con. Chiêu Dương, Chiêu Dương, ai là người nhà của nạn nhân? Dạ tôi. Chào anh. Thưa bà, nạn nhân tạm thời sẽ được đưa vào nhà xác, chờ pháp y mổ tử thi để tìm ra nguyên nhân cái chết để phục vụ công tác điều tra. Sau đó người nhà sẽ nhận thông báo đến nhận xác về chôn cất. Dạ, cảm ơn anh. Anh. Dạ, chào gia đình. Em muốn nhìn mặt ba em lần cuối. Anh đưa em đi.